Ôi cô à à ấy dâu ấy dâu ai khóc nỗi đau khi mi nó thô đấy cô để nát tê chỉ mai bạn ướt. Em với mày đã thua chưa? Mày thua chưa nào? Thua chưa? Ờ, nó móc cái gì đó? Móc cái gì đó ấy? Đánh vớ trời ớ cái hử cái thằng này. Mày móc cái gì thả tay ra? Otsukare, tại sao mày đi ra đường này không đeo khẩu trang? Tại vì em đi im mồm lại. Mày đã không đeo khẩu trang rồi không được nói gì nghe. Dạ thì em họ tên địa chỉ để nộp tiền phạt. Dạ em tên là khẩu trang không đeo mà cứ há mồm. Thì anh hỏi em phải trả lời. Không đeo khẩu trang ra ngoài đường mày đã tiếp xúc với em ai? Em mới tiếp xúc với anh thôi. Cái thằng này mày điếc hồn thì anh hỏi em phải trả lời thôi chứ anh cứ bịt mồm vậy có khách lang mà mày trả im lời chưa? Thì khẩu trang thì đâu? Em im lắm. Khẩu trang đâu im mồm không được nói. Im cái mồm lại. Ây yo, what's up man, giúp đâu rồi, mò cái mặt ra đây đâu rồi. Tao mà bắt được tao xẻ đôi nó luôn. Còn tao bình tĩnh coi nào, mày từ từ nghe mẹ nha. Để tôi xứ đẹp nó, tôi xẻ đôi nó ra luôn. Đâu rồi, mẹ mày nhá. Cái thằng này mày có bị đau không đều không vậy thằng kia? Bốn người mày xẻ đôi ra chia làm sao? Mày phải xẻ bốn. Thì phải xẻ đôi ra rồi phải xẻ bốn được chứ không có khách láng mà xẻ được rồi. Mẹ hả? Mèo, tao có một tin vui cho mày này, tao mới nhận lương, dê cái nào. Tao mới nhận lương là mày biết làm sao rồi nhỉ, dê nào. Này mưa gió bão bùng. Đúng cái lúc tao mới nhận lương luôn mấy gớm nhé. Rồi tao đi ăn thịt mèo hè. Thịt gì? Mèo á? Mèo cái xương chả. Hey yo, what's up man, work out. Cho tao miếng nào. Ủa trời ơi. Nào cho tao miếng nào. Nhanh lên nào, đó thịt của bạn tao đó. Mày có tao thì bay với được ăn đó thịt đó nghe nghe chưa? Nhanh lên đưa tao ăn miếng nào, nhanh lên cứ đánh trống láng mày hề. Mày có muốn tao gọi công an đến nó bắt rồi không? Đã ngồi nhậu không cho tao ăn rồi thì chứ. Mày nên nhớ là chó là bạn, còn thịt chó với là thịt nghe chưa? Nào, trẻ nhanh lên cái nào. Mày ăn thịt luộc thì chứ, chứ mày ăn thịt nấu nó thơm inh làng nó vậy. Có khách làng mà chịu được chứ, cho tao miếng nào nhanh lên. Không thì đưa cái nước cũng được. Mày xưng cha cái bọn này nói nó khinh mình hay sao nó không nghe bên nào hề. Không cho tao ăn rồi ra làm sao tao khẻ âm phát rồi lên nhà trên rồi đừng có kêu này. Nhanh lên, nhìn cái quần què đó. thùng vô học đê. Ủa trời, cái trống bữa nay bị rẻ sao? Ủa trời ơi, ủa trời ơi, muộn học mất rồi. Ủa trời ơi. Ủa, tao ngồi ở đâu được mày ấy? Cái tôi đi học muộn thì ngồi đứng nó đi, tao mà phải ngồi đứng á. Mà nghe nói bữa nay thầy có thông báo gì nhìn căng thẳng lắm hề. Hình như thông báo về dịch cái gì nữa, tao nghe mang máng vậy. Ây yo, hello, ây yo, what's up? Hôm nay thầy có một thông báo mới cho tất cả mọi người nhá. Do tình hình dịch bệnh đang còn căng thẳng và bùng phát trở lại, cho nên là từ ngày mai các em sẽ được nghỉ học để ở nhà phòng dịch nhá. Nhưng mà em không biết phòng dịch là sao, ở nhà chơi game với đánh liên quân được rồi học ngu rồi bữa nào lên lớp rồi tao lại vả cho trong mặt. Mày cắn đi, cắn hộ tao coi nào, cắn đi cái tao coi nào. Đây này, lẻ trong thấu ra đây này, cắn đi, ngon thì cắn đi tao coi, cắn đi, mày không phải sủa, cắn đi coi nào. Không dám cắn thì đừng có sủa, sủa ít thôi nghe nha, cái con chó đó.